các em mở bài tập chính lên ha. Chúng ta sẽ thực hành bài chính. Bài chính là cái hàm xử lý thời gian và tính toán cơ bản. Các em tiến hành định dạng lại bài tập. Mình vẽ khung vào mặt xe quá ha. Rồi, số ngày trong tuần ha. Rồi, tô vàng chỗ dưới thành tiền và số ngày trong tuần. Bình phiêu đó, màu cam ha. Cam rồi. Bài 1 là mình đi tiến hành câu 1 là mình đi tính tổng số ngày. Sau khi em định dạng xong tính tổng số ngày thì việc này cũng rất đơn giản. Thì cái ngày ở khách sạn thì mình lấy là ngày đi, mình trừ cho gì ngày gì, trừ cho ngày đến, ngày đi thì ngày đến. Các em gõ lại ha, lấy ngày đi ha. Trừ cho ngày đó thì nó sẽ ra theo cái dạng ngày, thì mình chỉnh nó lại, mình chuyển nó về là thành số thôi. Mình format cell đó, mình nhấp vô cái ô này nè, quét hai ô luôn, format cell, mình cho nó về là number cho thầy. Rồi, mình có 15 ngày, tức là mình định dạng lại cho nó thành number lại. Thầy làm lại, nó ra như thế này thì mình định dạng lại, format cell, chọn number, chọn không. Các em có thể grab text nó cho nó nhỏ lại vẫn được. Hai là tính số tuần, thì mình dùng hàm là chia lấy phần dư á, mình lấy mod nè, chia lấy phần nguyên thì mình lấy in đi, in số ngày chia cho mấy, một tuần có mấy ngày, 7 ngày, tìm ra được 2 tuần. Các em dùng cái hàm in chia lấy phần nguyên, lấy thằng 36 chia cho 7, mình lấy phần nguyên đó như vậy là mình chia ra là sẽ được là 2 tuần ha. Mình tính là thành tiền, thành tiền thì bằng số ngày nhân giá phòng cộng phí dịch vụ nhân cho tỷ giá ra thành tiền bằng là số ngày nhân cho giá nè cộng cho phí dịch vụ nè, rồi mình nhân cho tỷ giá, đóng qua hoặc kia, mình nhân cho tỷ giá. Tỷ giá ở đây là 23.000 đồng, đánh vô 23 123. Đây cái enter ha. Đó. Các em cho nó màu vàng để em nó nhìn công thức nó dễ nhìn hơn. Số ngày nhân cho giá cộng cho phí dịch vụ nhân tỷ giá là 23.000. Rồi bắt đầu mình chỉnh thằng này thành Việt Nam đồng nè, Việt Nam đồng thì mình nhấp vô đây, mình chọn vô number hoặc format cell cũng được. Thì em chọn cho thầy là cái kiểu là accounting đấy, accounting mình chuyển về là cái Việt Nam đồng. Các
kéo gần cuối có chữ Việt Nam đầu. À, VND nè, chọn VND. Không số phải tập phân đi rồi, ok. À, mình sẽ ra được cái Việt Nam đồng. Mình nhấp chuột phải cho con có sale á, chọn accounting, mình chọn Việt Nam đồng cho này. À, khi mình nhấp vào thì nó có phải là một cái số không? Còn khi mình nhấp vô mình định dạng thì hiện có chữ Việt Nam đồng. Rồi các em tiến hành thực hành thôi.